mọi người hay thường xuyên tẩy tế bào chết cho làn da của mình. Tại vì sau khi tẩy tế bào chết xong thì da mặt của mình sẽ sáng hơn, nè, mịn hơn và cũng loại bỏ được những cái lớp da dư thừa. Nhưng mà đó chỉ là da mặt, và da mặt thì chúng ta quan tâm, nhưng vậy còn da chân thì mọi người thường xuyên bỏ lỡ qua. Và các bạn cũng biết rồi, lòng bàn chân là nơi tổng hợp khá là nhiều dây thần kinh và các huyệt đạo. Thư giãn lòng bàn chân cũng như là loại bỏ những tế bào chết cho bàn chân thì sẽ giúp cho da bàn chân của mình mịn màng và mình diện giày cao gót nó cũng sẽ tự tin hơn. Và hôm nay thì mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn một cái chiếc máy massage chân tẩy tế bào chết của nhà iFeel. Và đây là thiết kế của chiếc máy này. Và để có thể trải nghiệm chi tiết thì ngay bây giờ đây hãy cùng mình vào phần tìm hiểu cụ thể luôn nha. Đầu tiên, với chiếc máy massage này thì nó sẽ sử dụng công nghệ massage bằng sóng rung siêu âm. Thì nếu với những ai mà đã xài những cái chiếc máy massage rồi thì mọi người cũng biết là công nghệ massage sóng rung siêu âm thì nó sẽ cho ra những cái sóng ung với cái mức độ siêu âm cực kỳ nhỏ luôn, và nó có thể len lỏi vô từng các góc, các cái kẹt trong lòng bàn chân của mình hoặc là những cái điểm mà các bạn cần massage và vệ sinh. Và với thiết kế này thì chúng ta sẽ có công suất là 100W. Cùng điểm có với mình về mặt thiết kế của chiếc máy massage này một xíu nha. Thiết kế của chiếc máy massage này thì nó có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn luôn, nên bạn có thể để gọn nó vào một cái góc trong căn phòng của mình mà không sợ nó chiếm quá nhiều diện tích. Còn không thì các bạn có thể mang đi du lịch. Nhưng mà mình thấy là với cái ID mang đi du lịch thì mình nghĩ không cần thiết lắm. Mình chỉ đề xuất thôi nha. Còn sử dụng thì mình thấy là nên đặt ở nhà để có thể sử dụng tiện lợi hơn. Tại vì cái thứ hai là nó sử dụng nguồn điện trực tiếp nữa mọi người. Gói gọn cái thiết kế của cái chiếc máy massage tẩy tế bào chết cho chân này thì mình thấy nó không có quá nhiều các cái thao tác khác nhau, duy chỉ có một cái nút duy nhất. Ok, bây giờ mình sẽ cùng test và trải nghiệm với các bạn về cái tính năng của chiếc máy massage này luôn để cho mọi người dễ hình dung ha. Như các bạn cũng thấy ở đây, khi mà đèn báo hiển thị lên màu đỏ chứng tỏ rằng là cái lượng nước nó chưa đủ nè các bạn. Và nếu như mà chúng ta chưa quen á, thì mọi người có thể để ý hai cái nấc ở bên này để xem thử cái lượng nước maximum và minimum nha, để mình có thể canh đổ nước cho vừa phải với máy để máy có thể hoạt động tốt. Nè, mọi người có thể để ý thấy là sau khi mà mình đã đổ nước này xong thì đèn báo nó sẽ hiển thị chuyển sang canh sang tránh. Và khi đó thì mình sẽ chọn mọi người sẽ thấy là nó không có phải là kiểu nước sôi sùng sùng sụp hoặc lăn tăn lớn đâu mọi người. Nó dạng như là massage bằng sóng xung điện á, lăn tăn nhẹ lên lòng bàn chân của mình. Và với cái chiếc máy này thì chúng ta sẽ lựa chọn bằng hai chế độ khác nhau. Với chế độ Daily Nurse là chế độ chăm sóc hàng ngày á, thì với chế độ này á, với những ai mà như là không có quá nhiều lớp tế bào chết nè, hoặc là muốn chăm sóc cơ bản thôi thì mọi người có thể lựa chọn với chế độ này. Với chế độ này thì nó sẽ massage cho mình trong vòng 3 phút nha. Ở đây. Đó, nó sẽ lăn tăn. Rồi. Ngược lại với cái chế độ trên thì là chế độ Deep Cleaning, thì mọi người chỉ cần bấm chọn. Với chế độ này thì nó cũng sẽ có cái mức độ massage tần suất cao hơn và nhiều hơn. Tức là cái sự xung điện của nó, thay vì cái kia thì nó sẽ xung điện của nó ít khoảng chừng 5 đi, thì cái massage bằng cái chế độ Clean á, thì nó sẽ là sạch kỹ hơn và xung điện của nó sẽ nhiều hơn, để cho mọi người có thể dễ hình dung ha. Và với tương tự như vậy thì với chế độ massage này thì nó cũng sẽ tầm từ 3 đến 5 phút thôi. Nó sẽ lăn tăn nhẹ lên các cái ngón chân của mình nè, ngay cả ở trên nữa. Và mình thấy có một cái hay của cái chiếc máy massage này, đó là thì mọi người có thể phù hợp cho các size chân khác nhau luôn. Tại vì ở đây mình có thể kéo ra được cái chiều dài của nó nè. Mình nghĩ là với cái size chân này thì size 4 mấy vẫn có thể bỏ được, nam vẫn có thể bỏ được, không sao cả. Và những ai thích hợp sử dụng cái chiếc máy này, mình nghĩ là tất cả mọi người đều có thể sử dụng được chiếc máy này, và độ thích hợp thì dễ sử dụng mà. Da ai cũng sẽ có tế bào chết hết mọi người, từ chân, tay, mặt mày cho đến là da cơ thể. Và để có thể tẩy tế bào chết cho vùng da chân của mình, ngoài cái việc thẩm mỹ ra thì giúp cho chân của mình không có bị dính những cái lớp da dư thừa, thì nó còn giúp lưu thông máu huyết cực kỳ tốt nữa. Cảm nhận của mình nha, khi mình sử dụng cái chiếc máy massage vệ sinh làm sạch này á, thì mình thấy khi mà mình đặt cái lòng bàn chân của mình lên phía dưới á, thì nó sẽ kiểu ít có lăn tăn. Nhưng mà khi mà các bạn đặt lên trên một tí nè,
thì những cái xung điện đó nó sẽ va chạm rất là nhiều vô trong những cái kẽ chân của mình. Kiểu như là khi mà các bạn đặt hồng hở mở lên một tí lên trên cái vùng ở chính giữa thì cái chân của mình nó sẽ kiểu không biết làm sao nữa, các bạn có thể tưởng tượng giống như mình đi massage chân với cá đó. Nó sẽ kiểu nhỏ vô trong cái lòng bàn chân và các ngón chân của mình. Hiệu quả sử dụng như thế nào khi mà các bạn sử dụng cái chiếc máy massage vệ sinh làm sạch và tẩy tế bào chết này thì các bạn sẽ có hiệu quả rõ rệt nhất trong vòng từ 7 cho đến 10 ngày khi sử dụng chiếc máy massage này. Và với cái thiết bị massage chân làm sạch chân của nhà iFeel và giá bán của nó đang được bày bán tại các cửa hàng của Chimta Mobile đang có giá bán là 2.100.000 đồng. Và nếu như các bạn đang cần tìm cho mình một cái thiết bị chăm sóc sức khỏe tốt nè, đảm bảo được các tính năng vừa có thể vệ sinh và massage làm sạch thì mình giới thiệu cho các bạn chiếc máy này nha. Và khi mà các bạn quan tâm với sản phẩm này và ở xa không có điều kiện đến trải nghiệm trực tiếp thì các bạn chỉ cần nhấp vô đường link mô tả chi tiết ở bên dưới. Nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể đến trải nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng của Chimta Mobile. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hết rồi nè, hết thời gian massage rồi nè.